Khi chúng ta ngồi đây và xem video này, có hàng triệu người phải đối mặt với những cơn bão, động đất, lũ lụt và các thảm họa tự nhiên khác. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi thiên tai. Danh sách này dựa trên các số liệu thiên tai những năm gần đây và điều kiện tự nhiên của các quốc gia được đề cập đến. Vị trí thứ 10, Peru. Nằm trên một đới hút chìm do mảng kiến tạo Nazca di chuyển xuống bên dưới của mảng kiến tạo Nam Mỹ, Peru có kiểu địa hình chia cắt ngoạn mục với dãy núi Andes chạy theo chiều dọc đất nước, có nhiều điểm cao trên 5-6.000m. Phía tây ven biển là nhiều vùng đồng bằng nhỏ hẹp, phía đông là vùng rừng rậm Amazon. Tất cả khiến nước này có sự hiện diện của hầu hết các dạng thiên tai trên hành tinh, ngoại trừ ít khi xảy ra bão thôi. Hoạt động địa chất mãnh liệt khiến nơi đây thường xuyên xảy ra động đất với khoảng 1.000 trận mỗi năm. Trong đó thì 300-400 trận là có thể cảm nhận được. Năm 2007, tại vùng Ica, phía tây nước này, đã xảy ra một trận động đất cường độ 8.0, kèm theo sóng thần cao 10m, làm chết 595 người và hơn 2.000 người bị thương. Peru cũng nằm trong vùng hoạt động mạnh của El Nino. Các năm El Nino nghiêm trọng làm cho vùng ven biển nước này hứng chịu nhiều các trận mưa lớn và lũ lụt. Cộng với kiểu địa hình vừa nói khiến cho mưa không tới được vùng cao nguyên Andes và vùng phía nam của Peru. Thành ra, tại các vùng này lại thường xuyên đối mặt với hạn hán. Chưa kể các trận lở đất và cháy rừng cũng tác động không nhỏ đến người dân. Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh. Ba quốc gia nằm ở khu vực Nam Á lại có một số khác biệt. Ở Bangladesh và miền đông Ấn Độ, khu vực thuộc hệ thống sông Hằng, sông Brahmaputra, Padma, gọi chung là lưu vực sông Hằng, và khu vực các bang miền Nam của Ấn Độ thường xuyên hứng chịu các trận bão hình thành trên vịnh Bengal, sau đó đổ bộ vào bờ biển hai nước này. Thông thường cường độ gió khu vực này không lớn, nhưng mà kèm theo mưa và triều cường. Gặp một cái hệ thống sông lớn và phức tạp, địa hình thấp, nên đây là những cái yếu tố khiến khu vực này trở thành một trong những nơi dễ bị ngập lụt nhất trên thế giới. Một trận bão khá mạnh đó là cơn bão Sitch năm 2007. Đây, trận này thì nó tốc độ gió lớn hơn thông thường. Nó đã đổ bộ vào khu vực mà chúng ta đang nói. Và kết quả là lũ lụt tại hạ lưu của các con sông tại phần lớn diện tích của Bangladesh và các bang miền đông, miền nam Ấn Độ. Số nạn nhân do trận thiên tai này gây ra ít nhất là 3.400 người. Còn tại Pakistan và miền Tây Ấn Độ lại đối mặt với động đất, do nơi đây cũng là nơi giao nhau của mảng kiến tạo Ấn Độ và mảng Á-Âu, nơi hình thành nên dãy Himalap Sơn. Trận động đất kinh hoàng vào ngày 8 tháng 10 năm 2005 tại vùng Kashmir đã giết chết 86.000 người. Cùng với đó thì khu vực phía Tây này cũng nằm trong lưu vực sông Ấn, hàng năm chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam kèm theo mưa, cộng với tuyết tan từ dãy Himalap Sơn khiến cho khu vực này cũng dễ bị lũ lụt và vỡ đập thường xuyên. Tuy nhiên thì nó ít nghiêm trọng như là khu vực phía Đông. Thứ 7, Việt Nam. Tương tự các nước vừa kể thì Việt Nam cũng nằm trong khu vực nội chí tuyến, nơi hứng chịu các cơn bão nhiệt đới. Bão cũng chính là thiên tai gây thiệt hại chủ yếu ở đất nước. Tuy nhiên, nằm bên bờ biển Đông, một cái vùng mà biển khá kín được che chắn bởi Philippines, nên cường độ lẫn mật độ các cơn bão thấp hơn nước láng giềng này. Trung bình mỗi năm, Việt Nam hứng chịu khoảng 8 đến 10 cơn bão. Khi mà bão hình thành trên biển Đông hoặc là khi mà vượt qua Philippines sẽ được tính là một cơn bão và được đánh theo số thứ tự 1, 2, 3, 4, v.v. Trong các năm gần đây, bão có xu hướng thưa hơn nhưng cường độ lớn hơn. Là một quốc gia ven biển, tâm lý của người dân, đặc biệt là vùng miền Trung và miền Bắc, thường có sự chuẩn bị. Thành ra ngay trong cơn bão thì ít khi xảy ra những cái thiệt hại về người. Phần lớn ảnh hưởng bởi lũ lụt, hoàn lưu sau bão, gây ra những cái trận lũ quét và sạt lở đất. Các cơn bão mạnh gây thiệt hại về người và tài sản những năm gần đây là bão San Sen năm 2006, bão Hải Yến năm 2013 và mới đây là bão Yagi năm 2024. Trong lúc thực hiện video này thì những ảnh hưởng của bão Yagi vẫn đang tiếp tục tại các tỉnh phía Bắc. Quý khán giả trong khả năng của mình có thể chung tay hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả sau bão. Dù một ít thôi cũng được, quý khán giả yêu quý có thể gửi trực tiếp về Ban Vận động Cứu trợ Trung ương theo số tài khoản đang hiện trên màn hình. Cảm ơn tấm lòng của anh chị. Thứ 6, Haiti. Đất nước nằm trong vùng biển Caribe, khu vực nhiều bão thứ nhì trên bản đồ bão của thế giới. Đất nước lại đứng giữa mảng kiến tạo Caribe và mảng Bắc Mỹ, làm cho quốc gia nhỏ bé này dễ bị tổn thương trước các hiện tượng thiên tai. Chủ yếu nhất vẫn là bão và động đất. Haiti đón bão vào khoảng tháng 6 đến tháng 11,
thời gian bão thường kéo dài hơn so với một số nước khác. Cơ sở hạ tầng nghèo nàn, dân cư chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp, nên bão thường dễ gây thiệt hại hơn. Điển hình nhất là năm 2016, cơn bão Matthew có cường độ nhỏ hơn bão Hải Yến, nhưng mà đã làm chết tới 1.000 người ở quốc gia này, trong khi ở các nước lân cận thì con số không đáng kể. Ngoài ra thì đáng nói là trong suốt lịch sử của mình thì họ thường xuyên đối mặt với động đất. Những năm thuộc thế kỷ 18 thì nhiều trận động đất đã phá hủy lần lượt các thành phố. Năm 2010, trận động đất 7.0 độ có tâm chấn trong đất liền phía nam của nước này đã trở thành một trong những thảm họa động đất gây chết chóc nhất trong lịch sử hiện đại. Ước tính có khoảng 230.000 người thiệt mạng và khoảng 1,5 triệu người mất nhà cửa. Theo con số về thiệt hại là khoảng 7 đến 8 tỷ đô la Mỹ, nhưng mà GDP của nước này ở thời điểm đó chưa tới 12 tỷ đô la. Thứ năm, Mỹ. Sau khi các cơn bão quét qua các nước vùng Caribe sẽ tiến vào miền đông của nước Mỹ, nhưng Mỹ lại được xếp vào vị trí nhiều thiên tai hơn các nước này. Thiệt hại sau mỗi cái thảm họa thiên nhiên ở nước này thường rơi vào hàng chục tới hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Do vị trí địa lý và địa hình, nước này thường xuyên đối mặt với nhiều loại thiên tai khác nhau. Không kể các khu vực hải đảo thì ba miền của nước Mỹ đối mặt với từng loại thiên tai khác nhau. Ví dụ như là vùng ven biển phía đông và vùng vịnh Mexico thì thường chịu ảnh hưởng bởi các cơn bão nhiệt đới, trong khi miền Trung Tây lại dễ bị lốc xoáy tấn công. Phần phía Tây, đặc biệt là California, dễ xảy ra động đất, hạn hán và cháy rừng. Ở Mỹ, chúng ta quan tâm tới một khu vực gọi là Tornado Alley, đường hẻm lốc xoáy, nằm trên vùng đồng bằng trung tâm của nước Mỹ, bao gồm các bang như là Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska. Khu vực này là nơi gặp gỡ của ba luồng không khí lớn từ Canada xuống, có tính chất lạnh và khô, từ vùng vịnh Mexico lên, nóng và ẩm, từ vùng sa mạc miền Tây sang thì lại khô và nóng. Thành ra khi mà các khối khí này gặp nhau thì tạo ra một cái sự hỗn độn là nguyên nhân chính hình thành nên lốc xoáy ở khu vực này. Cộng với cái địa hình khu vực này thì nó lại khá là bằng phẳng, cho nên là cái gió nó dễ dàng di chuyển ở trong cái khu vực này và không bị cản trở gì hết. Trung bình, Mỹ ghi nhận khoảng 1.200 trận lốc xoáy mỗi năm, chủ yếu là trong vùng Tornado Alley, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Hình ảnh này thì xuất hiện khá nhiều trong đời sống hay là những cái phim ảnh lấy bối cảnh từ miền Trung Tây của Hoa Kỳ. Vị trí thứ tư, Indonesia. Indonesia là một trong những quốc gia có rủi ro thiên tai cao nhất trên thế giới. Động đất và sóng thần là hai trong số những thảm họa gây chết chóc nhiều nhất. Nguyên nhân cũng chính là vì Indonesia nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, một khu vực có hoạt động địa chấn và núi lửa mạnh nhất trên thế giới. Giống như Peru, nhưng mà rủi ro của Indo được xếp cao hơn vì nước này toàn là hải đảo, bốn bên là nước và từ đông sang tây luôn thì nước này nằm gọn trong vành đai lửa luôn. Một số liệu chưa kiểm chứng nói rằng Indonesia có khoảng 127 ngọn núi lửa đang hoạt động, chiếm khoảng 13% tổng số núi lửa đang hoạt động trên thế giới. Thường thì một thảm họa gây thương vong nhiều của nước này sẽ đi cùng với nhau cả ba thảm họa, đi liên tiếp luôn. Đó là động đất, rồi núi lửa, rồi cuối cùng là gây ra sóng thần. Thảm họa núi lửa Krakatoa phun trào năm 1883 gây ra sóng thần lớn, cướp đi sinh mạng của hơn 36.000 người. Thảm họa sóng thần năm 2004 xuất phát từ một trận động đất dưới đáy biển ở Sumatra, gây thiệt hại vô cùng lớn, với hơn 230.000 người thiệt mạng. Năm 2018 thì sóng thần ở đảo Sulawesi, theo thống kê của Hội Chữ Thập Đỏ Indonesia, thảm họa này đã khiến 4.300 người chết và mất tích. Và tới hơn một năm sau thì người ta điều tra rằng 60.000 người vẫn phải sống trong các khu nhà tạm, nhiều trường học thì vẫn chưa thể mở cửa. Động đất và sóng thần là trở lực lớn nhất trong việc phát triển hạ tầng kết nối giữa các đảo. Đó là lý do tại sao mà ở Indonesia chúng ta thấy thì có khi hai cái đảo sát gần nhau một bên, giao thông hai bên thì đông đúc nhưng mà lại không có cây cầu nào để kết nối. Thứ ba, Nhật Bản. Giống như Indonesia thì Nhật Bản cũng ở vành đai lửa và đứng trên nhiều đường đứt gãy. Nước này có hơn 100 ngọn núi lửa đang hoạt động. Nhật Bản cũng là một trong những nước có nguy cơ động đất cao nhất trên thế giới. Nhưng nói về nguy cơ sóng thần giữa Indonesia và Nhật Bản thì mình không phải là chuyên gia, nên không có căn cứ khoa học. Bằng cách lật lại những trận sóng thần được ghi nhận trong lịch sử thì có thể nhận thấy rằng là Nhật Bản thì có thể có nguy cơ cao hơn. Nhiều trận sóng thần cũng cho thấy rằng là có thể vì vị trí của Nhật Bản ít được che chắn, nên là ở đây họ không chỉ đối mặt với những trận sóng thần xảy ra trong lãnh thổ, lãnh hải của mình, mà còn có thể bị ảnh hưởng bởi các thảm họa thiên nhiên từ các nước khác trong khu vực Thái Bình Dương, thậm chí là ở bên kia châu Mỹ. Song, nhờ cơ sở hạ tầng phát triển, họ ứng dụng công nghệ trong việc xây dựng giao thông, đô thị và có một cái hệ thống cảnh báo sớm tiên tiến,
nên Nhật Bản có khả năng giảm thiểu thiệt hại tốt hơn so với các nước. À, có một thứ nữa là khác với Indonesia nằm trên xích đạo, ít khi có bão, thì Nhật Bản cũng nằm ở vùng tiếp giáp với vùng bão, nên là cũng hay xảy ra những cái trận bão. Nhưng mà cường độ bão quét qua Nhật Bản thường không có mạnh như là cái nước ở vị trí top 1 trong danh sách này. Vị trí thứ hai, Trung Quốc. Trung Quốc thì lại hay đối mặt nhất với thiên tai là lũ lụt. Cùng với Ấn Độ, Bangladesh thì Trung Quốc cũng là vùng dễ bị lũ lụt nhất. Lũ lụt ở Trung Quốc thường gây thiệt hại lớn bởi vì đa số dân cư sống trong vùng hạ lưu của ba con sông lớn là Trường Giang, Hoàng Hà và đồng bằng châu thổ sông Châu Giang. Trận lụt lớn nhất năm 1931 trên sông Trường Giang được xem là một trong những thảm họa lũ lụt nghiêm trọng nhất trong lịch sử loài người, khiến khoảng từ 1 đến 4 triệu người thiệt mạng, tùy theo cái nguồn số liệu khác nhau, tác động đến 28,5 triệu người. Các năm gần đây, người Trung Quốc đã có nhiều giải pháp phi công trình và công trình quy mô lớn, nhưng mà tần suất lũ thì lại nhiều hơn, thời tiết cực đoan hơn, khiến cho nước này thường xuyên phải đối phó với nguy cơ lũ lụt vào mùa mưa. Philippines. Philippines có điều kiện địa lý khá thiệt thòi. Họ nằm trên một khu vực hoạt động địa chất mạnh như là Nhật Bản, Indonesia và cũng nằm trên khu vực hay xảy ra bão lũ giống như Việt Nam, Trung Quốc. Tức là họ vừa nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, vừa nằm trên vành đai bão phía Tây Thái Bình Dương luôn. Trên bản đồ bão của thế giới thì Philippines là vùng đỏ nhất, tức là nơi hứng chịu nhiều bão nhất trên hành tinh này. Philippines được bao quanh bởi nhiều vùng biển rộng, có nhiệt độ trung bình cao, thường trên 26 độ C. Mỗi năm thì nước này đón trên 20 trận bão, thường đều là bão lớn. Theo ước tính thì mỗi năm bão gây thiệt hại kinh tế cho Philippines là khoảng 400 đến 600 triệu đô la Mỹ. Những cơn bão mạnh như là bão Hải Yến năm 2013 gây thiệt hại hơn 12 tỷ đô la Mỹ, phá hủy nhiều nhà cửa, mùa màng và hệ thống giao thông. Đó là chúng ta còn chưa nói đến các thảm họa như là động đất và núi lửa. Rồi, video này xin được phép kết thúc. Một video hơi căng thẳng một chút. Khi xem xong video, có anh chị nào nghĩ rằng là trái đất này không phải dành cho chúng ta hay không? Vì sáng ra thì phải lo cơm áo gạo tiền, an ninh thế giới, lũ lụt hạn hán, chưa kể là người yêu phụ bạc này kia nọ. Nói chơi thôi, thực ra thì chúng ta có thể làm nhiều việc tốt để tâm hồn mình được tưới mát hơn. Đó là có thể dành dùm một chút, để một ít tấm lòng thôi, để gửi ra miền Bắc. Cảm ơn anh chị rất nhiều.